Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài xin mời quý vị cùng với chúng tôi chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô tường tâm tâm vi diệu pháp ba thiên vàng kim nạn tao ngùng ngã kim kiến văn đăng tổ trì nguyện giải như lam chờ tiện nghiệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Phạm Võng, giới Bồ Tát, giới là không có được khen mình chê người. Như kỳ trước chúng tôi có trình bày đó, là hoặc là do cái tâm ngã mạn, hoặc là do cái tâm tham cầu lợi dưỡng, danh dự, cho nên chúng ta mới tâng bốc mình lên, chà đạp người khác. Chúng ta thấy đó là cái tập khí của người đời, của chúng sanh, trong mỗi thời mỗi lúc, xưa cũng vậy, nay cũng vậy, và tương lai cũng vậy. Vì cái gốc chính là cái sự chấp ngã. Mà sự chấp ngã là cái gốc của tất cả mọi sự phiền não, mọi sự đau khổ, mọi sự nguy hiểm khởi lên. Cho nên khi chúng ta hiểu rõ được đó đó, chúng ta mới thấy cái quý của việc mà chúng ta cần tu. Chúng ta cần không có thấy mình, không có chấp vào mình, thì chúng ta mới biết rằng mình tu có cái sự tiến bộ. Chứ nếu mình cần tu mà cần hành trì, dẫu là người xuất gia hay dẫu người tại gia đó, là mình cần sự chấp ngã nhiều, thì đương nhiên là mình sẽ đem lại cái sự đau khổ, cái phiền não cho chính bản thân mình trước hết. Do đó khi mà hành trì, chúng ta phải nhớ nhờ cái sự hành trì miên mật, dẫu là niệm Phật, dẫu trì chú, dẫu hành thiền, chúng ta hành trì không có thấy mình hành trì. Nên trong kinh có nói là tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, tu mà không thấy mình tu, chứng mà không thấy mình chứng, mới thực lực là tu, thực lực là chứng. Làm cũng vậy, mình làm mình không có thấy, không thấy có nghĩa là mình không có dính mắc chấp trước á, thì tâm mình nó nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Lấy ví dụ như ở nhà, người thân trong gia đình mình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em á, họ bận rộn đi, mình đi xuống mình rửa chén rửa bát, lúc rửa chén rửa bát á, mình nói vì nó dơ nó bẩn, thôi mình rửa đi, rửa xong thôi. Chứ nếu mà mình còn lên mình cao có, mình lên mình nói thế này thế nọ đó, đó là cái sự dính mắc. Nên cũng vậy ở đây đó, cái giới chính này á, là không khen mình, chê người, tự nâng mình lên, đưa mình lên, chà đạp người khác, đó là trái với vừa cái tâm hạnh của chữ Bồ Tát, vừa trái với lời Phật dạy nữa. Nên mình phải hiểu lý do tại sao ở đây mà Đức Phật Ngài chế ra cái giới này là một trong cái giới trọng chứ không phải giới khinh.
đó, tự khen mình đó, đó là một phần. Mà nếu mà chà đạp người khác đó, nữa đó chính là cái giới trọng ha. Thì đương nhiên chúng ta thấy ha, ở ngoài đời đó, đó làm nhất là trong cái xã hội Tây phương đó, trong cái xã hội Mỹ đây đó, là một cái xã hội, một cái đất nước về tư bản rất mạnh về cái sự cạnh tranh. Đương nhiên có những sự cạnh tranh lành mạnh, có những sự cạnh tranh không lành mạnh. Cạnh tranh không lành mạnh có nghĩa là buôn bán mà thấy người ta lời nhiều, rồi lại nói xấu, gửi thơ nói xấu, hay là gặp những người khách cũng nói xấu, thì như vậy là cạnh tranh không lành mạnh. Ở Mỹ này không, thì chúng ta thấy khi đến những cái chỗ exit á, có nhiều cái trạm xăng, nhiều cây xăng, thì chúng ta thấy họ để như vậy đó. Hễ mà cây xăng nào mà rẻ, đương nhiên đa phần là những người bình dân họ tới, đúng không? Không có cái sự cạnh tranh một cách tiêu cực, đây là cạnh tranh lành mạnh, thì làm lợi cho người tiêu dùng. Và đương nhiên cũng có những cái vấn đề mà chính quyền, chính phủ ra những cái điều luật không có những cái sự cạnh tranh độc đoán, độc tài, cạnh tranh lành mạnh như vậy, cái xã hội mới thăng tiến. Đó là ngoài đời, trong đạo của chúng ta cũng vậy. Thì nhìn những thành phố lớn bên Houston, bên Dallas, Santa Ana vân vân, có rất là nhiều chùa chiền. Thì tùy theo duyên, cái Phật tử nào có duyên cái chùa nào thì đến chùa đó. Không có phải là đây là chùa lớn, đây là chùa nhỏ, đây là chùa có những vị giảng sư, những vị chuyên tu vân vân. Tùy theo cái căn cơ của mỗi vị, ý thích của mỗi vị, chúng ta đến mà chúng ta tu tập. Nên chúng ta thấy đó, cái cách của đạo Phật nó rất là hay chỗ đó đó. Là không có một cái gọi là cái trung tâm ha, quyền lực từ trên xuống dưới, mà có theo cái thể chế mình gọi là dân chủ đó, đúng không? Nếu mà chùa nào mà biết tu tập nhiều, Phật tử nào biết tu tập nhiều, thì chiêu cảm những người thích tu tập. Chính mình cũng vậy, mình có sự tu tập, mình thích nghe chánh pháp, nghe giảng kinh thuyết pháp, thì mình đến với những cái vị, đến với những cái chùa mà có những vị giảng sư giảng kinh thuyết pháp, hoặc là vào Zoom, hoặc là vào YouTube, Facebook, không không có cái giới hạn gì, tùy theo cái duyên. Khác với những tôn giáo Tây phương, họ có những cái trung tâm quyền lực cũng giống như là những cái thể chế chính trị ngoài đời. Nên đây chúng tôi muốn nói vấn đề là Đức Phật Ngài nhắc chúng ta khi chúng ta tu tập á, ta nhớ tùy theo cái duyên của mình. Mình có duyên hành trì thiền quán, mình có duyên hành trì thiền định, hành trì giới luật, trì chú, niệm Phật vân vân, thì đó là cái duyên của mình. Còn những vị khác họ có những cái duyên khác, mình không thể nào mà bắt họ theo mình, và đương nhiên cũng có ai có bắt mình theo họ. Nếu mà họ bắt mình theo họ, chắc chắn mình buồn bực, mình khó lòng mà chấp nhận. Trừ những trường hợp đặc biệt là mình sống trong cái xã hội ha, là độc đoán, độc tài. Còn chúng ta có phước báo ở đây đó, thì chúng ta không có gặp những điều đó nhiều. Thì trở lại đó, chúng ta phải hiểu là mỗi người đều có cái quyền tự do lựa chọn, quyền tu tập pháp môn khác nhau,
Đó. Nên với cái sự tôn trọng như vậy đó, chúng ta không có thể nào mà nói rằng pháp hành thiền của tôi là bậc nhất, pháp niệm Phật của anh, của ông, của bà là sai, là dở, vân vân. Nên quý vị thấy đó ha, trong kinh điển Bắc Tông á, Đức Phật ngài sau khi mà giảng pháp như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm vân vân, ngài đều nói đó, đây là bộ kinh hay nhất, vua trong các bộ kinh vân vân, gần như những bộ kinh lớn Phật đều nói như thế. Thì nếu mà chúng ta không có hiểu á, chúng ta nói rằng kinh Pháp Hoa là hay nhất, bậc nhất, ai mà thì những bộ kinh khác đó là dở, không phải vậy. Chúng ta xin nhớ điều Đức Phật này nói là nếu ai mà hợp với kinh Pháp Hoa, đó chính là cái duyên của mình với kinh Pháp Hoa, đó là kinh giống như vua trong các kinh. Còn những vị nào mà có cái duyên với kinh Hoa Nghiêm, với kinh Lăng Nghiêm vân vân, thì cũng thấy rằng ở đó là bộ kinh vua của trong các kinh. Thì mình thấy như vậy đó là vì nó hợp với cái tâm của mình, hợp với căn cơ của mình. Còn những người khác có thể không có hợp, nên chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới có sự tôn trọng mình và tôn trọng người khác, không có tâng bốc mình, không có chà đạp người khác, không tâng bốc cái tôn giáo mình, không tâng bốc cái pháp môn mình tu tập, mà chà đạp tôn giáo người khác, chà đạp những cái pháp môn của người khác. Nên phải hiểu rõ như vậy đó. Thì nhờ đó đó mình thấy bất cứ ai mà tu thiền niệm Phật thì chú gì, nếu họ tu đúng theo lời chư tổ chư Phật dạy, mình càng tán thán, mình càng khuyến tấn họ. Thì có tâm như vậy đó mới là tâm Bồ Tát, mới tâm đúng là người Phật tử chân chánh. Còn ngược lại đó, mình thấy người khác hành thì khác với mình, mình cho mình là đúng, tất cả mọi người đều sai, thì đó là cái vấn đề mà mình nói ở đây. Nên xin nhớ rằng là từ sự chấp ngã mà ra, nó nở ra sự tranh hơn thua phải quấy. Nên Đức Phật ngài dạy đó, trong kinh điển ngài nói rằng thế gian tranh với ta, chứ ta không có tranh với thế gian. Tâm của ngài bình thản, bình lặng. Chúng sanh nói xấu, nói tốt gì đó là chuyện của họ. Họ tranh, họ tán thán hay là họ phỉ báng Phật, đều giữ cái tâm bình thản. Và chư thiền sư cũng vậy. Nên chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới từ từ mà chuyển hóa cái tập khí, để con mình lên rồi dìm người khác xuống. Nên giữa sự đời với lại việc đạo đó nó không có khác. Khi xưa mình ở ngoài đời mình thường tranh chấp hơn thua phải quấy, đúng sai với người khác. Và nếu mình vào đạo rồi mà không có một cái pháp để mình hành trì, để mình nhìn lại chính mình, để mình chuyển cái tâm mình á, thì cái tập khí đó đó đem vô đạo cũng làm phiền não mình. Nếu mình không có sự quán chiếu, không có sự chuyển hóa đó, khi xưa ngoài đời mình tranh chấp làm ăn buôn bán với người khác, tranh chấp hơn thua phải quấy với người khác, thì vô đạo đó, nếu mình hiểu Phật pháp thâm sâu nhưng mà không có dành thời gian để mình trì chú, để mình niệm Phật, để mình hành thiền á, thì cái tâm hơn thua phải quấy, đúng sai đó, nó cũng còn. Rồi khi mà nghe người khác nói về cái lý lẽ của pháp này, lý lẽ của pháp khác, nếu không có đúng ý của mình á, thì mình vội chê trách, rồi
tán thán công đức của mình, hay là khen ngợi, khen tặng cái pháp tu của mình vân vân. Đó là một trong cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ. Nên khi mà hiểu mà không có chịu tu á, thì những cái gì mình đã làm, những gì mình đã huân tập khi trước ở ngoài đời đó, thì khi mình vào đạo đó, nó cũng nổi lên cũng giống giống như vậy. Chỉ có cái hoàn cảnh khác, cách thức khác mà thôi. Vì cái tâm nó vẫn còn chấp ngã, vì có tâm nó hơn thua phải quấy, nên ngoài đời mình cũng tranh và vào đạo mình cũng tranh. Nên mình hiểu điều đó đó, để mình cố gắng mình chuyển hóa. Và nhất là khi mà mình phát tâm thọ giới Bồ Tát rồi đó, mình phải càng tu mình càng thấy cái lỗi của mình, càng tu mình càng phải khiêm cung, càng tu mình càng phải chuyển hóa cái tâm chấp ngã, tâm cống cao ngã mạn, càng tu mình càng giữ cái tâm không có hay bớt cái sự tham cầu. Thì như vậy đó mình mới có sự tiến bộ. Còn nếu mà càng tu mình càng chấp ngã, càng tranh chấp, càng thấy mình lớn mình hay, là đó mình thấy rõ là mình càng thụt lùi đó. Cho nên khi mình gặp bất cứ ai ngoài đời á, mình nhìn quá nhiều rồi, mình thấy quá nhiều rồi, những cái người mà họ làm trong chính phủ ha, hoặc là những nhà chính trị gia đó, lúc nào họ cũng nói với quần chúng là họ giỏi nhất, hay nhất, cái gì cũng nhất hết trơn á, mà trong đó có biết bao nhiêu cái sự sai sót của họ. Họ che lấp, chỉ phóng đại lên những cái điều hay, điều giỏi của họ mà thôi. Đó là những nhà chính trị gia hay là những người buôn bán chẳng hạn. Cái mặt hàng của họ cũng giống như những mặt hàng người khác, nhưng mà họ lại phóng đại, họ lại quảng cáo mặt hàng của tôi tốt nhất, đẹp nhất vân vân, để chi, để có nhiều người đến mà mua. Đó là ở ngoài đời. Thì trong đạo chúng ta, nếu mà chúng ta không có biết, không có nhìn lại, không có chuyển hóa đó, thì mình thấy cái sự tu tập của mình, hoặc mình nói ra, hoặc là hiện tướng cho người ta biết mình tu giỏi, hành trì giỏi, hiểu pháp thâm sâu vân vân, thì đó là mình biết mình đang thụt lùi chứ không phải là đang tiến bộ. Cho nên càng tu mình càng không thấy mình. Như tôi trình bày đó, khi mà mình niệm Phật, càng niệm chừng nào nhất tâm bất loạn, có nghĩa là chỉ còn một tâm để mình niệm Phật thôi. Còn nếu mà có hai tâm, tâm thứ hai, tâm thứ ba khởi lên, ồ tôi đang niệm Phật đây, tôi đang hành trì đây, tôi đang ngồi ở chùa đây hành trì 1 tiếng, 2 tiếng, 21 biến chú Đại Bi, 108 chú Đại Bi vân vân. Mình còn có cái tâm chấp như vậy đó, là mình biết mình đang tu thụt lùi đó, hoặc là đang dậm chân tại chỗ đó, chứ chưa được tiến bộ. Tiến bộ là khi mình niệm Phật, mình trì chú, hoặc là hành thiền, ngay lúc đó đó, cái lúc mình ngồi thiền, lúc mình niệm Phật, lúc trì chú đó, là mình không còn để ý đến cái sự hành trì của mình, chỉ chuyên nhất vào cái hơi thở. Nếu mình hành trì thiền quán hơi thở, nếu mình niệm Phật, mình chỉ chuyên chú cái câu niệm Phật. Nếu mình trì thần chú, mình có thể chuyên chú vào chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm vân. Đó là ngay lúc đó tâm mình mới thực sự là thanh tịnh, mới được chuyên nhất. Thì trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng vậy đó. Nếu mình làm việc gì mình chuyên nhất, mình không có khen mình, tán thán mình, công đức của mình, phô bày cái hay của mình,
Rồi bên cạnh đó mình lại hủy báng, lại chà đạp những người khác đó. Thì mình mới thấy rõ là mình có tiến bộ, còn ngược lại càng đi phô trương công đức hay tài đức của mình thì mình càng thấy rằng là mình tu rất là thụt lùi, không cho nên càng tu chừng nào đó thì mình càng cố gắng nhìn lại chính mình nhiều, chuyên nhất vào tâm mình, quán chiếu tâm mình, thì từ từ tâm mình mới được an lạc. Chứ còn cái sự mà so sánh hơn thua phải quấy hoặc là tâng bốc mình lên chà đạp người khác, đó là mình thấy rằng hay mình biết rằng nó đi ngược lại lời Phật dạy, ngược lại với hạnh Bồ Tát. Nên đó là điều mà Đức Phật Ngài nhắc lại trong cái giới này. Thì trong Du Già Bồ Tát Giới Bổn cũng có dạy đó, bên cạnh việc mà mình chấp ngã, mình cống cao ngã mạn, nếu mình muốn tham cầu lợi dưỡng, sự cung kính, sự kính trọng người khác, mà mình tâng bốc mình lên rồi chà đạp người khác, đó là một trong những cái lỗi nặng của một người thọ giới Bồ Tát rồi, hoặc người đang hành hạnh Bồ Tát ha. Thì trong luật có nói cái việc mà mình chê người có ba cách. Cái thứ nhất đó là đối trước mặt mình chê bai, mình hạ nhục họ, mình nói xấu họ, rằng họ sinh trong một cái gia đình nghèo, gia đình thất học, vân vân. Đó là mình đối trước mặt mình chơi trực tiếp. Rồi cái thứ hai, mình dùng những cái ví dụ để nhục mạ họ, để chê bai họ. Thì có thể mình nói rằng nếu mà làm những việc này đó thì sau này sẽ sanh vào trong những cái gia đình nghèo khổ, gia đình bần cùng đó. Hoặc mình nói bóng nói gió. Rồi điều thứ ba là mình có thể so sánh giữa mình với họ, cho nên mình mới có cái cách mà nhục mạ họ, chà đạp họ. Nên nói rằng là tôi ở xứ Mỹ này ha, tôi có ăn học, tôi có tài sản của cải, quý vị không có ăn học được như vậy, quý vị không có tài sản của cải như vậy, vân vân. Đó chính là so sánh. Cho nên ở đây chúng ta hiểu á, đạo Phật á, giống như là biển cả đại dương chứa đựng tất cả, người nghèo cũng tu được, người giàu cũng tu được, người có trí cũng tu được, người không có ăn học tu cũng được, biển cả chứa tất cả, không có phân biệt. Không phải nói rằng ở đây là người Việt mới tu, người Tàu mới tu được, người Mỹ không tu được, hay người nghèo không tu được, chỉ người giàu mới tu được, không phải vậy. Nên khi mà mình so sánh giàu nghèo, hay là có trí huệ hay không có trí huệ, có kiến thức hay không có kiến thức, nam hay nữ vân vân, đó là mình biết cái sự chấp ngã mình nặng đề ha. Còn mình hiểu ở tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, dẫu ai nghèo đi nữa, dẫu ai là có bệnh tật gì đi nữa, dẫu ai từ một cái quốc gia nào, sanh trong một quốc gia nào, vân vân, đều có khả năng tu tập, đều có khả năng chứng thánh quả, khoan nói cái việc mà thành Phật.
Thì chúng ta nhớ ha, như trong kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm Bồ Tát thường gặp bất cứ ai đó, thường bất khinh Bồ Tát đó, ngài gặp bất cứ ai ngài cũng nói tôi không dám khinh các ngài tu sẽ thành Phật. Nếu giả sử như chúng ta gặp một cái người nào đó nói trên đường phố đó, đường phố mà họ nói vậy, thì có thể mình nói họ là người điên. Cho nên trong kinh đó cũng nói đó, có những người họ nói rằng ồ tôi không có cần cái sự mà thọ ký phó chúc của ông là người điên vân vân. Nhưng mà cái vị Bồ Tát này thường bất khinh Bồ Tát, lúc nào cũng nói những điều đó, khi bị chửi mắng hay là khi bị đánh đập hay khi bị ném đá vân vân thì vị này mới tránh xa. Nhưng đứng xa cũng vối tới mà nói tôi không dám khinh các ngài tu rồi sẽ thành Phật. Đó, Đức Phật ngài dạy vị Bồ Tát đó chính là tiền thân của ngài trong đời quá khứ, do ngài tu như vậy, ngài không có hành trì, không có tụng kinh, không có niệm Phật, không có bái sám gì hết, nhưng mà lúc nào cũng nhắc nhở chúng sanh tôi không dám khinh các ngài tu sẽ thành Phật. Nên mỗi chúng ta đó ha, nếu mà khởi lên cái tâm như vậy đó, tâm như Bồ Tát thường bất khinh đó, là không khinh bất cứ chúng sanh nào, dẫu là nhỏ, dẫu là lớn, dẫu nam, dẫu nữ, dẫu bất cứ ai, mình có duyên, mình kính trọng họ, tôn trọng họ, thì không thể nào mà mình có cái tâm mà khen mình chê người, không có cái tâm mà nâng bốc mình, hạ nhục người khác. Không. Nên kinh điển là những cái điều để cho chúng ta đi theo con đường để chúng ta hướng đến, để chúng ta hành trì. Nếu không có những cái bài kinh đó nói về những hạnh của chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại, chúng ta không biết cách hành trì. Nên mỗi chúng ta nếu mà giữ được cái tâm đó đó, cái tâm mà thường bất khinh đó, thì không thể nào mà chúng ta phạm vào cái lỗi này là khen mình chê người được hết đó. Rồi trong cái việc mà tự khen mình chê người đó, có những cái cách mà giải thích hay cách nhìn khác nhau. Là đối với những người mà dẫu là thọ giới Bồ Tát hay không, nếu mà mình tự khen mình rồi chà đạp họ đó, đó là cái tội nặng ha. Còn những cái việc khác đó, là tội nhẹ. Rồi cái lối thứ hai đó, đối với những người trong đạo ha, nếu mà mình trên căn bản là do cái tâm tham cầu, do cái tâm ngã mạn, mình khen mình chê người như vậy đó, đó chính là mình phạm cái tội nặng. Nên nói chung dẫu là cách giải thích nào mà mình khởi lên cái tâm như vậy đó, khởi lên cái tâm là tâng bốc mình lên, khen tặng những cái điều hay của mình, rồi nói xấu những cái lỗi người khác, rồi chà đạp người khác, đó chính là cái lỗi ha, lỗi nặng nề. Và cái lỗi đó đó nó sẽ phá tan cái công đức, cái phước báo của mình. Nên làm sao mà chúng ta phải nhớ điều đó. Thì trong kinh có nói đó, Đức Phật ngài dạy, ngài lấy cái ví dụ là khi mà vào một cái rừng chiên đàn, mình nên lấy gỗ chiên đàn chứ đừng có nhặt cái lá. Gỗ chiên đàn chính là cái gốc tu của mình, là đạt đến niết bàn hay là đến quả vị Phật. Đừng có nhập vào những cái lá,
có nghĩa là mong cầu lợi dưỡng, hay tham danh tham lợi, tăng bút mình ha. Mình phải hiểu những điều vậy để mà mình không có dính mắc vào, không có phạm phải cái lỗi này. Nên Đức Phật này cũng dạy đó, không những chính mình không được tự khen mình mà chê người khác, mình cũng không được bảo người khác tán thán công đức của mình, rồi chê bai những cái lỗi người khác. Để ví dụ như mình nói cái người A đó, hay mình nghe cái người A, hay chính nhất là mình nói người A, ông nên tán thán công đức của tôi, bạn nên tán thán công đức của tôi, rồi chê trách lỗi lầm hay hạ nhục của người B chẳng hạn, đó là không có được ha. Hoặc là khi mình thấy mình nghe người khác mà trước mặt mình họ tán thán công đức của mình, cái sự tu tập của mình, rồi mình cũng nghe họ, chính cái người A đó lại chê trách thì nhục mà cái người B, thì mình cũng phải khuyên họ cũng không cần thiết. Mình có cái công đức, cái phước báo thì tự mỗi người, khi họ làm việc với mình, khi họ biết đến mình thì tự nhiên họ cảm nhận được. Cho nên Đức Phật ngài dạy đó ha, mùi hương của giới, mùi hương của đức hạnh đó, bay ngược gió. Là khi mình có cái đức, có cái hạnh đó, thì tự nhiên những người khác họ cảm mến mình thôi, không cần khoe khoang, không cần mà phô trương, không cần mà tự tâng bốc mình. Cho nên phải hiểu rõ điều đó. Thì Đức Phật ngài dạy đó, kết thành cái trọng tội khen mình chê người đó cũng có đủ bốn điều kiện: nhân, duyên, pháp và nghiệp. Nhân là nhân chê người, do cái tâm phiền não, cái tâm chấp ngã, cái tâm công cầu ngã mạn, cái tâm tham cầu lợi dưỡng, nó được chấp chứa trong cái thức lợi giao của mình, biết bao nhiêu đời tiền kiếp mà mình chưa có biết mà chuyển hóa cái tâm đó đó, cho nên mình mới chê người khác, mới chà đạp người khác, mới xem thường người khác. Rồi cái đến là cái duyên. Cái duyên có nghĩa là mình khởi cái tâm khen mình, rồi mình khởi cái tâm chê người khác, xem thường người khác, liên tục mãi mãi không có gián đoạn, cho nên mới đến cái điều thứ ba là cái cách thức chê người khác hay khen mình dùng cái phương tiện này phương tiện nọ để mình tự tán thán mình, khoe khoang mình. Như nãy tôi có trình bày đó, mình nói rằng tôi có ăn học ở Mỹ đàng hoàng, tôi có bằng cấp kỹ sư, bằng cấp bác sĩ, bằng cấp này, bằng cấp nọ, còn quý vị không có bằng cấp gì, quý vị ở Việt Nam, quý vị thế này nọ đó, không có đủ kiến thức để nói chuyện với tôi, vân vân. Đó là cách thức á, vì cái tâm của mình do cái sự chấp ngã, công cao ngã mạn, muốn được danh vọng địa vị, và có tâm như vậy đó, nó khởi liên tục. Nếu mà có lúc nó khởi, lúc không khởi, chắc chắn là mình không có nói ra những cái lời đó hay dùng những cái cách thức để cho người ta biết là mình đang nói xấu họ, đang chê trách họ, đang chà đạp họ, và tâng bốc mình lên. Rồi cuối cùng là cái nghiệp. Nếu mà ba cái việc trên nó đầy đủ, khiến cho cái người trước mặt mình á, họ hiểu đủ, hiểu rõ cái điều mình đang nói đó, mình xem thường họ, rồi mình khen tặng mình á, thì đó là mình tạo cái nghiệp này. Nên đó là cái điều mà đối với người Phật tử chân chánh chúng ta phải tránh ha. Đây, trước khi mà kết thúc á, dừng lại hôm nay, thì một phần nữa đó chúng ta nhớ đó,
Nếu chúng ta không có sự tu tập hàng ngày đó, cái tâm chấp ngã của chúng ta nó nặng nề lắm. Khoan nói cái chuyện mà mình hành hành Bồ Tát để mình gánh những cái lỗi, gánh những cái tội, gánh những cái sự khổ đau của người khác. Thì đương nhiên đối với một người mẹ, đa phần là người mẹ đó, cũng có những người cha mà đa phần người mẹ khi thấy con khổ đau, bệnh tật, ốm yếu, bị tai nạn, người mẹ không có màng cái thân của mình mà sẵn sàng hy sinh. Mỗi Phật tử chúng ta cũng là bậc ông bà cha mẹ, mình cũng có những cái kinh nghiệm đó đó, mình sẵn sàng hy sinh cho con cháu mình, không có màng danh vọng địa vị chức tước, hay không có màng cái mạng sống của mình nữa, cho con cái cháu chắt mình. Nếu mình mở rộng ra một chút, mình hành trì hành hành Bồ Tát này đó, đúng không? Có thể mình hy sinh được cho những người có duyên với mình, những người bạn đạo của mình, những người Phật tử, đệ tử mình, vân vân. Thì đó là mình đang đi trên con đường hành hành Bồ Tát. Và nhờ đó mình không thể nào mà mình vùi dập người khác mà tâng bốc mình được, và lúc nào mình cũng nhớ nhớ đến cái tâm hạnh của Đức Phật trong những đời tiền kiếp. Ngài là vị Bồ Tát thường bất khinh, lúc nào Ngài cũng khuyến khích người khác tu tập, Ngài không có dám mà khinh thường bất cứ ai. Dạ thôi, cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây. Đấy, kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.